Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Mèo Vặt 789. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một chiếc chế một chiếc cáp để chúng ta nối từ điện thoại di động sang bàn phím và con chuột. Thì đầu tiên các bạn phải chuẩn bị cho mình được đó là một jack cáp cáp sạc như thế này. Đấy, đối với loại jack như thế này. Đấy. Và sau đó các bạn kiếm cho mình một đầu USB. Đây. Đầu USB này mình lấy ở trong cục sạc. Đây, tất cả của nó đây. Ok. Và một đoạn dây. Đoạn dây này bao gồm 4 dây. Các bạn có dây rời cũng được. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào làm. Chúng ta dùng dao. Chúng ta cắt vứt cái này đi. Các bạn dùng dao. Sau đó các bạn là chích cái phần giữa này ra. Đây, các bạn có thể xây cái phần kẽ của nó đây. Chích cái phần giữa này ra. Để chúng ta thấy được mạch điện ở trong đây. Sau khi các bạn đã tháo ra được rồi thì chúng ta sẽ lấy được một cái đầu micro USB này. Đấy, bên trong nó bao gồm có 5 chân. Như các bạn thấy đây là có 5 chân này. Đấy. Rồi, chúng ta để đây. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ hàn cái phần chân USB này trước. Thì bây giờ mình ở đây mình có một cái dây 4 sợi. Chúng ta sẽ bóc vỏ nó ra và hàn vào 4 chân. Ok. Đấy, sau khi mình hàn xong thì các bạn thấy là mình được như thế này. Đấy, 4 chân mình hàn vào 4 chân của con đầu USB này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối giữa cái đầu USB này và đầu micro USB này. Thì cách đếm chân thì các bạn nhìn để ý đây. Như thế này. Đấy. Cái đầu bằng nó nằm ở dưới, đầu lõm nó nằm ở trên. Ta đếm chân của con này là 1, 2, 3, 4, 5 từ trái sang phải. Tương ứng như sau đây, 1, 2, 3, 4, 5 từ trái sang phải. Thì bây giờ con này nó để như thế này. Đây, mình sẽ để hướng như thế này cho các bạn dễ hiểu này. Đây. Cái phần bằng của cái đầu này nó nằm ở dưới. Còn cái phần con USB này thì cái phần trắng trắng nó nằm ở trên. Phần trắng nằm ở trên. Và chúng ta hàn. Thì cách đếm chân giữa như thế này là đúng đây. Như cái đầu USB là có 4 chân. 1, 2, 3, 4 ở đây. Còn con micro USB này là 1, 2, 3, 4, 5. Con USB có 5 chân. Và cách đấu thì bây giờ các bạn cứ đấu vào chân 1 vào 1, chân 2 vào 2 và chân 3 vào 3, chân 4 vào nhau như thế này. Đấy. Cách đếm chân thì mình vừa mới đếm xong. Thì các bạn cứ tiến hành như thế và chúng ta gắn lại 4 chân theo thứ tự. Ok, đấy, sau khi gắn xong chân số 4 chúng ta sẽ được như thế này. Đây các bạn có thể nhìn kỹ. Ở đây 4 chân nó cũng nằm theo thứ tự đấy. Và bây giờ chúng ta gặp lại là sẽ thấy là thứ tự nó sẽ đúng. Đây, như cách đếm chân như lúc nãy của chúng ta là phần trắng lên trên đấy. Phần móp nhỏ của cái đầu jack USB này lên trên. Và 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 đấy. Thì chúng ta hàn chân 1 vào này và chân 1 kia.
cứ theo song song 1, 2, 3, 4 của hai chân này. Vị trí là bên cái chân này, micro USB này, chúng ta sẽ thừa một chân, chân thứ 5. Chân thứ 5 các bạn có thể thấy là chân thứ 5 bị thừa. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần một đoạn dây điện. Các bạn chỉ cần một đoạn ngắn thôi. Đây, chúng ta sẽ lấy khoảng 2-3 sợi thôi. Sau đó các bạn hàn cái chân thứ 4 và chân thứ 5 chung lại với nhau. Ok, chân 4, chân 5 đây thì mình đã hàn xong. Đây, các bạn cũng có thể là bẻ gập cái chân nó lại với nhau và chúng ta đấu chung lại. Đấy, chúng ta hàn chung lại với nhau. Như đây. Đấy, mình đã hàn chung nó lại với nhau. Bây giờ còn 4 chân thôi. Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cho cái chân này vào đây cố định. Để cố định cái phần giác cắm. Mình sẽ cắt bớt một góc bọn này đi. Chúng ta cho cái phần chân USB này vào. Rồi, chúng ta cho luôn cái cục này của cục sạc nguyên bản của nó. Chủ yếu là mình chèn cho chắc cái rắc này thôi, chứ cái cục này không làm cái gì cả. Đây, cho vào cho chèn cho rắc, giữ chắc cái rắc của mình thôi. Đây, sau đó chúng ta nắp lại. Cần thiết thì chúng ta cho thêm một tít keo nến vào nó cho chắc. Ok, đã xong cái phần đầu cắm này. Tiếp theo bây giờ còn cái đầu dưới này, chúng ta sẽ dùng súng bắn keo nến để cố định lại cái đoạn dây này cho nó chắc chắn. Ok, sau khi làm xong thì chúng ta được như thế này. Đây là mình dán bằng keo nến, còn các bạn có thể là lấy bằng cái khuôn như lúc nãy như thế này, các bạn úp lại cũng được. Thế nhưng mà chúng ta phải gọt lại cái phần ở dưới này để nó đỡ bị cộ. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ test thử. Đây, mình sẽ test thử con chuột trước. Được con chuột này. Đây, chúng ta cắm vào trong điện jack điện thoại. Còn phần này chúng ta sẽ cắm vào đầu USB. Ok, như các bạn thấy là trên màn hình nó đã hiển thị. Đây. Đây. Chúng ta có thể vào nhấn bình thường. Đấy, như các bạn thấy là nó vẫn hoạt động rất bình thường đúng không ạ? Trở lại chúng ta bấm nhấn chuột phải, chấp nhận là chúng ta nhấn chuột trái. Còn nếu như chúng ta muốn kéo lên kéo xuống thì chúng ta cũng dùng con lăn, chúng ta kéo lên kéo xuống thôi. Sử dụng rất bình thường đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ thử kết nối với bàn phím xem sao nhé. Đây, mình sẽ kết nối bàn phím. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái bàn phím này mình thử cho các bạn thấy nha. Này, như các bạn thấy là chuột nó đã nhận, bàn phím nó đã nhận được, nhận diện được điện thoại. Đây. Cái dắt này nhiều khi nó hơi bị chạy. Đấy. Và chúng ta sẽ vào phần tin nhắn, thử nhắn xem sao nha. Đây. Rồi, mình sẽ nhắn nha. Ok, đấy. Như các bạn thấy là nó hoạt động rất là bình thường đúng không ạ? Rất là hay. Trên đây là cách hướng dẫn làm jack kết nối chuột và bàn phím cho điện thoại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn.